leo gãy cầu tấn công rồi. Đâu có leo tấn công đâu, leo thôi. Giao cầu giống như chúng mình không không hư, không hư nhiều hư. Cú mấy cái cầu tưởng như chết thôi. Có gia chủ mà cũng nhập hốt em vợ bây giờ cũng có em đừng khác. Trời. Bây giờ đập về chết luôn rồi. Anh đó, anh đó.
mình vậy thôi, đúng không? Lùng ăn dễ quýnh hơn hả? Dễ quýnh hơn. Dễ quýnh hơn, có đòn dễ quýnh hơn, quýnh tăng tốc lên, quýnh quýnh đường hiểm. Mình chỉ với cao cao với lùng quýnh cỡ lẹ cỡ nào cũng không lại, tại vì lùng nó chậm xíu cao khó chịu lắm á. Còn cầu tạt cái cầu ngang ngang là chúng mình không có sợ. Ngày xe này giờ nó tấn công ghê được chưa rồi. Nãy giờ đập chưa chết con không? Lồng con của ma gan chứ sao mình lồng chết rồi. Sức tới xe này nó mới tăng lên mà. Mà già rồi, người đánh già. Xin anh vui. Già. Thấy nó ở trên bàn lâu lắm rồi. Nãy giờ nó gà nó đập công chứ Lumaca đâu có đập được cái nào đâu. Yeah.
đang ra gặp nào đường đường cái gì nữ đang gặp thế này đang gặp con nhật lấy bên đây là con lùng đánh nó me cầu ghê không? Thank you.
giặt cái lưới này đánh như múa. Chết mà cũng không.
xanh mặt rồi, giờ ăn luôn rồi, ăn luôn rồi. Ăn luôn rồi, cho nó hết sợ rồi. Mấy nhóc này mình lên kia ủng hộ luôn 80 phút rồi kia. Ủng hộ ai? Ủng hộ luôn. Ủng hộ luôn, nếu mình ủng hộ luôn, nếu mình ủng hộ luôn. Yeah.